Để tạo điều kiện cho học sinh đi dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và nhập học vào các trường đại học cao đẳng, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ giảm 10% giá vé cho các đối tượng này trên tất cả các đoàn tàu khách. Cụ thể, mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi học sinh, giấy báo nhập học được giảm một vé cho học sinh và một vé cho thân nhân đi cùng. Giảm một lượt đi và một lượt về đối với học sinh dự thi. Giảm một lượt đi đối với học sinh đi nhập học vào các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học viện, dạy nghề. Khi mua vé, hành khách phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh, kèm theo giấy báo thi, thẻ dự thi đối với học sinh dự thi, kèm giấy báo nhập học đối với học sinh đi nhập học vào các trường đại học để mua vé tàu với mức giá ưu đãi trên. Thời gian áp dụng chính sách giảm giá vé đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017.